Xin chào các bạn đã quay lại với channel của mình. Ủa sao trên bếp mình bữa nay có cái nồi gì ta? Sao nhìn thấy hấp dẫn quá vậy? Wow, cái màu đẹp quá ha. Cái này như là bún riêu hay bún gì trời. Sao giống không phải bún riêu. Ồ, bún bò Huế. Bữa nay ba mẹ con chở nhau đi nhà vườn mua cây mua bông gì về trồng thêm các bạn ơi. Chắc trước khi đi nấu để sẵn cho mình là mình đi làm về mình ăn đây. Nhìn thấy hấp dẫn quá. Ồ, bữa nay nấu sả hơi nhiều ha. Chắc nấu sả cho nhiều ăn đặng cho ấm người có chất đề kháng chống dịch đây chắc. Wow, nhìn hấp dẫn quá. Ba mẹ con đi chơi mà cũng nấu đồ ăn để dành sẵn cho mình nè. Đây là các bạn ơi, nấu nồi bún rồi để sẵn luôn cho mình luôn nè các bạn ơi. Trời ơi các bạn nhìn cái dĩa này đã không? Giò heo, chả lụa, thịt luộc. Nhìn cái dĩa này hấp dẫn quá. Đây là nguyên dĩa rau nè các bạn. Cái rau minh thì là cắt ngoài vườn vô nè. Còn giá này là giá của bà xã mình làm. Bắp cải tím là đi mua ở chợ thôi. Đây là dĩa bún. Hành ngò. Không quên được cái chén này là sa tế quá hấp dẫn, lo cho chồng sẵn sàng trước khi đi chơi, lo sẵn cho mình ăn đi rồi hồi đi mua cây mua hoa về bắt kêu mình vác mình khiêng vô nè. Thôi bây giờ mình phải tự xử thôi, tự nấu ăn thôi. Giờ mình nấu ra cái nồi nhỏ mình nấu cho mình một tô nhỏ các bạn ơi. Nhìn cái nồi bún bò Huế này quá hấp dẫn luôn. Ăn đi lấy sức để hồi vợ con nó đi nursery về nó mua cây có sức khiêng cây vô chứ. Wow, cái này ngon thiệt á. Không dám ăn tô bự, ăn tô bự hồi buồn ngủ. Như này chắc đủ rồi. Bỏ miếng giá vô. Bạn thông cảm nha, một mình tự quay phim, tự nấu bún bò Huế ăn các bạn ơi. Nói chung là tự xử. Wow, như này chắc đủ rồi. Wow, sôi lên rồi, vậy chuẩn bị ăn thôi. Đây, chả lụa, thịt, nạm, quá trời đồ ăn luôn. Một cục giò heo này các bạn thấy không? Vợ con vắng nhà thì phải tự xử thôi. Đây là các bạn ơi,
Mời các bạn cùng ăn bún bò Huế với mình nha. Đây là tô bún bò Huế mình mới nấu cho mình xong đây. Dạ, mình để con mình thì đi mua cây mua boa hay gì rồi, chắc cũng trưa trưa thì chiều mới về. Nhưng mà có lo sẵn đồ ăn cho mình là cũng đỡ, mình chỉ biết bắt con bếp rồi nấu rồi ăn thôi. Wow, thơm quá, cho thêm miếng giá rồi. Bắp cải nè, cả tuần nay không có đi xuống với chợ Việt Nam bởi vì không có rau muống trẻ, ăn đỡ bắp cải. Mời các bạn nha, mình đang thử miếng coi ngon không hả? Chắc chắn là ngon rồi. Wow, vẫn giống hương vị ngày nào. Bữa nay ngoài trời 80 độ các bạn, mới có 11, 12 giờ trưa mà 80 độ các bạn thấy. Đây là cái giò heo rồi các bạn. Con này mới ăn lắm này. Chưa đủ cay, thêm miếng ớt. Mình đâu có ngờ bữa nay bà xã mình đã nấu bún bò Huế rồi các bạn. Bà thấy trời nắng quá cũng không có muốn kêu vợ mình nấu gì nhiều, có gì ăn nhanh nhanh qua bữa cho rồi. Kìa nấu thời tiết nó nóng quá cũng cũng làm biếng ăn. Trời nắng quá mà cứ bắt con ta đứng nấu hoài còn nghiệp con ta đó. Bóc gì ăn đại được rồi. Quá thôi các bạn ơi, không thua gì mà tiện nữa. Đang hết tô này em biết hồi mình khiêng cây nổi không ta? Quá đẹp.
Không thua gì ngoài tiệm. Cái hương vị giờ nó giống như ngày nào? Nấu con nhỏ chứ ăn cũng không quá. Mình xin ngừng video clip tại đây nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã coi video clip của mình và ủng hộ mình. Mong rằng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình trong thời gian tiếp theo. Xin chào tất cả các bạn và thành thật cảm ơn. Bye bye.